quay lại. Đi nữa. Đồng hái được rồi nha. Hai quân ta mà trận chung chung với quân nhân tâm hiếu đường của ba. Đường ngàn hoa chiến thắng lên người dâng lên.
Bye.
người tình một tuổi gia đình như đời thành nghèo. Có người tình mùa xuân này gia đình từ đó không về.
quan nhá. Người ta các chiến sĩ nam định dân tộc đồng hành nhất ngoài bến đỏ hoàng sao đây qua bến đỏ qua do quân danh cờ quốc danh trình bày Oh.
em một ít phút, anh tắt đi em. Rồi, alo. Anh em đi. Vâng. Alo. Alo. Xin thay mặt ban liên lạc của hội đồng ngũ Ninh Bình Nam Định, và xin mời các đồng chí là mời hội trưởng để chúng ta nhận cái kỷ niệm chương của hội. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí cựu chiến binh hội đồng ngũ chúng ta nên nhận kỷ niệm chương kỷ niệm 30 năm ngày quân ngũ của trung đoàn 136. Xin trân trọng kính mời. Ở đây chúng ta với nhau đều là người bạn, là đồng chí. Mà các đồng chí về hội trưởng. Thì có được, bây giờ phân được là những cái vui, như niềm tin, cái hữu hình. Bây giờ chúng ta ngồi ôn trường có cái được và cái không được tuổi. Nhưng thôi, bây giờ cái kỷ niệm trước anh em mình đi tiếp với nhau là 30 năm, còn 30 năm sau có cái được, có cái như là để ngồi đấy không bao giờ trở lại để nhận kỷ niệm trước, đúng không? Hôm nay anh em ngồi đây có thể ca hát những giờ say, nhưng biết đâu trong tương lai có những người bạn đã ra đi, đã mất đi rồi, đúng không? Chúng ta không khẳng định, chúng ta bước chân lên tàu này mùng 6 tháng 3 mùng 6 tháng 7 ngồi đây là thân thủ có những người bạn chúng mình trong những tương lai có bước vào cuộc đời mà những bạn mình đã có đi. Chúng ta ngồi đây chúng ta 3 năm sau không bao giờ, mà năm sau chúng ta chỉ là người. Nhưng mà chúng ta bao giờ đâu phải làm chứ. Nhưng mà với chương trình hôm nay là nó hạn hẹp cái thời gian, nếu mình làm sao mình tặng cái kỷ niệm chương với nhau thì là cái này là cái của mình chứ không phải của ai khác, của mình tự mình tặng cho mình. Nên là hôm nay là tôi có vấn đề là chụp mấy người nữa, tất cả 4 người lên nhận một cái kỷ niệm chương chụp một tấm ảnh lưu niệm, sau này là lưu mãi trong luôn đời sau. Còn đây là chương trình là kỷ niệm. Mời tất cả anh em là lên cả cầm cái kỷ niệm xương, xong là mình chụp một tấm hình kỷ niệm lưu mãi. Năm nay là 30 năm rồi đấy. Mời tất cả anh em ạ. Đề nghị tất cả anh em đứng lùi về phía sau ạ. Lùi hết về phía sau đi, lùi hết con về phía sau đi. Một ngày hội ngộ tất cả các gia đình ở Ninh Bình và Nam Định. Rồi tôi xin mời tất cả anh em mà đã còn có mặt ở đây vào hội trường để nhận quà lưu niệm kỷ niệm trước mình trong 30 năm gắn bó với nhau. Các em một tí, 30 năm anh em ở đây, có người còn có người mất, đúng không? 30 năm sau, 30 năm sau nữa, anh em mình có một nửa này thì được. Hôm nay là ngày 30.
tôi thừa nhận có cái thiếu sót trong một tổ chức, có cái đủ và không đủ. Nhưng mỗi điều là anh em mình với nhau 30 năm trước mình trên nhau trên con cọc giữa cái sống và cái chết bây giờ không quan trọng được. Nhưng chúng ta ngồi đến hôm nay là chúng ta còn sống. Vì thực ra thì cái quả kỷ niệm này nó là những kỷ niệm vì con người sống con người chứ không kỷ niệm con người sống con người mất. Hôm nay chúng ta ngồi đây ít nhất là trong đồng đội đồng chí chúng ta có người đã mất vì tuổi tác, vì bệnh tật, vì tai nạn. Nhưng chúng ta ngồi đây hôm nay là có những đồng đội chúng ta đã mất rồi. Hôm nay ngồi đây vui vẻ là gì? Không có gì thắc mắc vì to hay nhỏ, biết thức này đúng hay sai. Nhưng khẳng định chúng ta hôm nay đều là con người ngồi với nhau để chung nhau một niềm vui mà từ nãy bây giờ vẫn khẳng định hát mà nếu vọng cái lời vì chúng ta đều là con người đều có những hạnh phúc đều có những thứ tư còn không ai cho ai không ai xin ai. Những cái như tôi nói anh em ngồi đây có điều chúng ta bây giờ cũng già rồi. 30 năm trước chúng ta là như mái đầu xanh nhưng sau 30 năm sau tóc tôi và mọi anh em đều bảo tàng đúng không? Chúng ta ngày xưa ra đi là Hám Ninh, tại sao chúng ta bây giờ nói này? Hôm nay tôi rất thích cái khẩu hiệu này Ninh Bình Nam Định, chúng ta ra đi để Hám Ninh mà chúng ta quay về hôm nay là Hám Ninh chứ đừng nói Ninh Bình Nam Định mà đừng nói là Ninh Bình có vua Nam Định không vua đúng không? Đinh Thế Huynh là Nam Định, Trần Liền Đại Quang là Ninh Bình đấy, hôm nay vẫn có biển là đội ngũ Ninh Bình Nam Định là không đúng vì chúng ta ra đi một mái nhà tranh rất nghèo, ở đây có người rất giàu nhưng có thể rất nghèo. Còn bản thân tôi ra đi tôi có người đồng thơ mà nghĩ là ngày xưa là chúng mình chúng ta là Hám Ninh mà chúng ta khẳng định hôm nay bụng ở mặt sau 30 năm chúng ta người Hám Ninh chứ không nói chứ Ninh Bình Nam Định. Hà Nam Ninh, Hà Nam Ninh khi mình ra đi bụng là Hám Ninh, Hà Nam Ninh chứ không nói Ninh Bình Nam Định. Khi mình ra đi bộ đội mình là những người quân nhân. Ông không nói ra đi là phải thế là thế bây giờ thế này này chương trình là Nam Định quê ta ơi rồi ra đi không nhiều chuyện nữa. Ông muốn Nam Định quê tôi Ninh Bình quê tôi là Hà Nam Ninh không ngày mùng 6 tháng 3 năm 1977 anh em mình bước lên con tàu thống nhất đi vào Nam là người lúc đấy là người Hà Nam Ninh con Ninh Bình đúng không chứ không nói Ninh Bình Nam Định. Còn anh em vào ba năm nay thì không may một điều trong xã hội tự trách kia hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình thì anh em hồn bàn tay là hai tỉnh Nam Ninh Bình. Nhưng khi anh em mình đi bộ đội là nói về Hà Nam Công Hà Nam Đông Hoa Hà Nam tỉnh Hà Nam Hoài. Hôm nay anh em mình đi bộ đội là hai tứ Ninh Bình Nam Định đúng không? Nhưng ngày xưa anh em mình bước trên con tàu thống nhất đi vào tới Sài Gòn mà anh Sơn Nét là trung đoàn trưởng trung đoàn 6 anh ra đón mình giữa bến tàu Sài Gòn thì anh Sơn và anh vừa là đến người lính Hàm Ninh đại đội trưởng đại đội 6 anh Sơn Nét không đấy là nói nguyên văn anh em mình bây giờ không nhắc lại kỷ niệm nữa có những đồng chí sống với ta chỉ một ngày có đồng chí tăng một tháng có đồng chí tăng 10 năm có đồng chí tăng 100 năm nhưng đối với ta quan niệm vẫn là người bạn người đồng chí người bạn người đồng chí. Còn thực ra này trên quan điểm của tôi khẳng định riêng cá nhân tôi có hai người bạn lý tưởng trên đời. Một là bạn học vì ngây thơ quá không biết điều gì, hai bạn bộ đội vì cùng khổ với nhau sống được thế nào người bạn sống chết không biết không gì. Hiểu với nhau thế nào người bạn còn ra đời bây giờ toàn kẻ thù chứ không bạn đâu. Quan điểm của tôi là ra đời bây giờ toàn kẻ thù. Một là quá ngây thơ, hai là bạn bộ đội. Ngày xưa tự tin rồi
Tôi nói đây, để Doanh nói. Doanh Minh Cường với Lý Lâm vừa đây đúng không? Thế là thực ra khi bước vào đội, các bạn là một thị xã, bọn tôi là một số nhỏ ở quê thôi. Nguồn vô sản. Nhưng không, nhưng mà khi anh em mình bước đến ngày hôm nay, bước chung một con đường, vì giàu không ai xin ai, nghèo không ai cho ai, nhưng mà đến hôm nay vẫn ngồi với nhau, đó mới là định mệnh. Vì bộ đội là gì? Là những điều ta bước nhất. Ai không nghe thì không được, đúng không? Mà phải nghe đến hơi thở cuối cùng. Đấy, bộ đội là gì? Đấy, bộ đội là gì, đúng không? Bộ đội là tất cả mọi tấm lòng, không cho ai mà cũng chẳng ai cho mình cả, đúng không? Biết tôi nói câu này có thể không đúng, không đúng. Hôm nay chúng ta ngồi đây, ít nhất có những người bạn chúng ta ra đi với những nghĩa thở, có những người bạn chúng ta, nhưng 30 năm sau như thế này, một nửa là quý rất tuổi, không một nửa là quý quý cả, không một nửa là không, đừng nói. 30 năm sau một nửa là ngồi đây là quý rất tuổi, đúng không? Bộ đội là gì? Tôi đố các đồng chí biết đấy. Thế là bộ đội là gì? Tôi đố các đồng chí biết đấy. Tức là đội chung một cái bộ gọi là bộ đội. Bộ đội là đi bộ rồi đúng không? Các đồng chí tìm thế. Thưa như vậy ạ. Thực ra thì hôm nay là một bữa tiệc rất vui. Hôm nay là ngày 5 tháng 3 năm 2017. Nhưng mà hôm nay nó không phải chung một ngày, là một ngày 16/3, tối 16/3, tôi không nhớ không nhầm. Nhưng 19/20 là tàu đưa từ Nam Định, có tàu đưa tôi vào Sài Gòn. Cái niềm vui đắng nhất, có thể hạnh phúc nhất để đi phục vụ Tổ quốc. Thì con tàu đưa tôi về đâu, mà đưa tôi đến đâu là con người ta lựa chọn. Lúc đấy là có 34 người lính Bình và 18 người lính. Là có người đã mất. Chứ nói chuyện chúng ta là nào, trong đơn vị chúng ta đi, có người đã mất, có người đã còn, có người thành đạt, có người không mở thành đạt. Nếu đến hôm nay 30 năm sau, nhưng biết đâu 30 năm sau anh em mình ngồi đây mới là quý. Còn 30 năm sau ở chỗ này chỉ còn một nửa, đấy mới là lòng, đúng không? Hôm nay là chúng ta chân tiến tàu vào đấy, là có người đã mất, có người đã còn. Chúng ta không tự hào một điều, hôm nay chúng ta làm tất cả. Nhưng con tàu đưa chúng ta vào bộ đội 30 năm về trước, chúng ta có người đã mất, có người đã đi vào long hồn, có một và người đã mất. Chúng ta đừng tự hào, hôm nay tất cả chúng ta đều là quý. Nhưng hôm nay là buổi trong mới bị rượu bia, nói thật, có cái đúng, có cái sai, anh em mình ngồi hôm nay. Nhưng biết đâu là một ngày nào đó 30 năm sau anh em mình ngồi với nhau một bữa tiệc như hôm nay, đấy điều tôi mong muốn nhất, đấy điều tôi rất mong muốn nhất, là 30 năm sau anh em một ngồi hôm nay, vợ con chúng ta gặp nhau. Lúc đó tôi năm 22 tuổi đầu, 30 năm sau tôi 82 tuổi đầu, mà anh em ngồi với nhau là quý. Còn bây giờ thì trước cực kỳ là cảm ơn. Cái thứ hai nữa
thì đêm trương thì quá như là quên sang nhà từ Sài Gòn mà ra như là họp với lại anh em thì là tôi muốn là như thế này theo ý kiến riêng của tôi không phải tôi chúng ta thì hôm nay một cái buổi rất trân trọng, anh là chủ trưởng và mọi người là thủ trưởng, mọi người là đồng đội, vì em quan niệm hai người bạn trước đời một học người thơ của đây hai người nhà mình là bạn nhá. Nghe em nói này, hội đồng của chúng ta cùng định cũng đứng ngoài sân hàng đây. Hội đồng này là sinh hoạt của bộ đội. Chủ tịch, vũ văn lãi, hôm qua chương trình của mình ấy. Em chưa làm người phát mình. Bây giờ là cái kỷ niệm chương này là ông cứ phát đi đầy đủ cho mình. Bóng hoa, còn thừa thiếu bao nhiêu là. Vì nó một đông sản.
Chỉ sợ nó sau lưng chết thôi. Đúng không? Quê, tao ơi sao bạc thế nhỉ? Là chơi nhiều chú hỏi anh. Chơi nhiều nó bạc cái gì đâu. Anh cưỡng lâm anh. Trong cuộc sống này nó vậy mà. Tóc lâm gì? Anh đừng cưỡng lâm. Đã tới tóc xa đừng có bạc. Cảnh ấy. Mày cười kiểu. Không được. Tôi nói anh khác rồi đấy. Luôn. Em là xe của mình. Nó năm thứ sáu là Tú lo xe, em lo nữa. Thấy rõ, em lo được mà. Gắn bao nhiêu? Ở máy thì mới là toàn tổng hùng kia đích bao nhiêu nhà con. Nó đây, nó dài siêu thượng. Thì thế, mỗi thằng bữa con tổng hùng, thì nhân ba bữa ba con. Anh ơi, mỗi con là ký rưỡi. Nhưng mà từ bên dưới Campuchia sang đến bên là em lo được. Bạn em tiến được bữa là Campuchia. Nhưng ông sang cái lỗ. Nhưng mà có thì nói lại bây giờ. Em nhớ anh rồi thì đó. Được rồi, cái việc đấy là được. Vừa giữa sau hoàn đối quê rồi. Được em rồi. Rồi, làm việc với lưu trưởng có rồi. Em sẽ ăn bữa cơm. Lữ trưởng Linh Bình. Lữ Linh Bình à? Anh em giải quyết tâm rồi. Con tôi cũng đã. Đó, Yên Khánh. Yên tâm là yên tâm từ Campuchia sang Đông Bình em rồi. Rồi, được rồi, nhá. Từ đây vào đây mình em rồi. Rồi, phép nhá. Ông Hải còn nhớ nhỉ, anh vừa nhỉ. Hải đi rồi. Hải ở huấn luyện cơ mà. Hải vợ đi Đức là đi Đức luôn. Đức luôn. Thế là cũng lại hát bài như chú đời cũng tôi cô đơn. Đời cô đơn. Thằng này nó đời nó cô đơn, hai tay nắm hai cô. Rồi, chào anh. Đây. Bây giờ là chương trình Lòng Hoa Tiêu thì ông thôi vậy ta cho sắc màu đi. Ta cho ngồi đi. Thế hành quân thì hành luôn chứ bây giờ em đi. Ai xe này. Xe đây rồi, quá rồi. Để anh xe thì nhỉ, anh xe. Vợ chồng tôi đi về trước đất đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
tỏa sáng dịu dàng.
Anh nghèo nên
Đợt đà đừng đợi
tôi vẫn thường trong bao tay đi mà mọi người không biết những tên tôi đã tặng để mấy em gió tôi muốn nói nay sẽ chia trời tôi muốn sống tâm ta là người tôi ước mơ lên trần trời đời không bao giờ đàn bà tôi với người quen biết với nhau tôi nhìn tình chỉ thế thôi đâu biết lòng thầm mà nói nhớ em mong anh về đây ngày mai con sẽ rời xa em trong sự em còn
phải buồn xa hai nơi, xa mờ yên bình lặng cùng nhau về. Ngày xưa mà nơi chủ biệt chẳng nên thôi. Em phải mãi thôi, xa thôi, xa hàng cây họ ta chơi. Hoặc như thế thì tìm ra đôi để lại mang ta xa xuyên chia tay hoàng hôn. Em mang theo về tình yêu và nỗi nhớ, em mang theo về con tim cô đơn. Đi bộ cho nó khỏe chân nên quỳ nó mới được. Đoàn thanh niên kém nhiệt luyện. Kém nhiệt luyện thì cứ đòi quỳ xoáy. Nhưng mà nói đùa, nói anh Vịnh hôm nay mệt đấy. Mệt chứ. Anh chạy cứ chạy ngược. Vậy mà bắt kêu màu. Lần nào thế. Hôm nay cảnh giáo được cái lạ đâu. Cỏ này xuống cỏ người chấp nhận. Lần nào cũng vậy. Quen rồi. Lần nào tác nghiệp coi như là đã tác nghiệp rồi làm sao mà nhàn được. Nói cho này. Cho này xuống cốc cỏ. Thôi nó không nhàn. Đây rồi. Rồi xin chào nhá. Anh nhà anh Vinh nhá. Rồi xin chào nhá. Rồi. Anh cứ là nhìn thấy em đẹp trai sao? Rồi. Cứ thấy cứ phải chia vào nhiều. Mình không bảo đâu. Có tình cơ quan nào. Rồi. Đúng rồi. Anh em luôn bảo là bảo là chỗ kia có nào ra được không ạ? Về đâu về thôi ạ?
cái xe nhà tư ra cầu nó nước đi được cao tốc. Chả biết được, giờ lạc hết rồi. Bây giờ ra được quốc lộ cơ bản rồi nhỉ? Cầu sơn là cái gì? Chạy cái đoạn thôi. Cầu sơn là bảo quá nhục. Nếu không làm cái độ gì à? Đâu chứ độ gì? Trong em quá nhục luôn. Mọi người được rồi, không được quá nhục luôn. Yeah.